Sáng 21 tháng 4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Thường trực Chính phủ về phương án thi trung học phổ thông năm 2020 khi học sinh cả nước phải kéo dài thời gian nghỉ vì dịch COVID-19. Theo đó, cuộc họp đã chọn phương án nếu như vẫn tiếp tục tổ chức thi trung học phổ thông thì sẽ là thi trung học phổ thông để xét tốt nghiệp, chứ không phải một cuộc thi với hai mục đích như hiện hành. Đây là lần thứ hai từ đầu tháng 4 năm 2020 đến nay, Bộ Giáo dục Đào tạo trình Thường trực Chính phủ về phương án tổ chức thi trung học phổ thông năm nay. Theo phương án đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo, nếu dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể đi học trước ngày 15 tháng 6 và như vậy vẫn quyết tâm tổ chức kỳ thi vào giữa tháng 8, bên cạnh tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh việc dạy học qua Internet, dạy học trên truyền hình. Dù vẫn tổ chức thi, nhưng tên gọi của kỳ thi sẽ là Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020, thay vì thi Trung học Phổ thông Quốc gia như trước. Các địa phương sẽ chịu trách nhiệm về khâu tổ chức, chấm thi tự luận. Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn chịu trách nhiệm ra đề thi cho kỳ thi. Điều cần tính toán là sẽ tổ chức thi như thế nào để giảm áp lực cho học sinh. Về mục tiêu xét tuyển đại học, năm nay các trường đại học sẽ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo đúng luật giáo dục đại học trên tinh thần các trường đã có sự chuẩn bị lâu nay. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có mục tiêu chính là công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh sinh viên trên cả nước đã phải nghỉ học một thời gian dài, nên việc xem xét quyết định thời gian thi chuyển cấp, thi trung học phổ thông như thế nào rất được quan tâm. Hy vọng các em sẽ sớm có được phương án ôn tập phù hợp nhất cho mình để có kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới.